mọi người, Bethany vừa cho ra là một website bethany.edu.vn và đây sẽ là một trang web cung cấp về khóa học của Bethany, trong đó có những khóa học sẽ miễn phí và sẽ có những khóa học là tính phí. Và những khóa học tính phí sẽ có những giá trị rất là nổi bật và những cái này sẽ không có trên YouTube nhé. Rồi tiếp theo ở trên cái trang bethany.edu.vn mọi người sẽ được cập nhật về những blog, những tin tức về Facebook cũng như là TikTok và Google tất tần tật. Và đây là trang web mà bên mình đã thử nghiệm và demo rất là kỹ lưỡng, rất mong mọi người ủng hộ. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Bethany Marketing. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một chủ đề như sau. Đây, có một bạn hỏi như thế này nha. Là hỏi trong nhóm cộng đồng của Bethany, thì bạn đó hỏi là các bác cho em hỏi là em bị xét cam trộm mà không thấy thông báo quảng cáo. Thì cái vấn đề của bạn Nguyễn Bá Phúc Ad này thì thật ra là nó không phải là duy nhất, và rất là nhiều người đã và đang bị, nhưng mà thậm chí là bạn đang bị mà bạn cũng không biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện nó có ba cái vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta cùng tìm hiểu là nguyên nhân vì sao lại bị như vậy. Cái thứ ba nữa là giải pháp, và cái thứ hai là giải pháp, và cái thứ ba là phương án để chúng ta đề phòng những cái vấn đề như thế này. Thì nguyên nhân dẫn tới cái câu chuyện là bạn bị xét cam và nó không có người ta vào trong tài khoản quảng cáo của bạn, và nó xét cam trộm trong đó và bạn cũng không hề biết. Thì cái quy trình mà bọn nó sẽ làm như sau. Bước thứ nhất là bọn nó sẽ, những cái ông hacker, những cái ông mà đang hack nick của bạn, thì họ có thể quét và lấy được cái mã cookie của bạn. Và khi có cái mã cookie thì họ đăng nhập vào trong cái nick của bạn, và hoàn toàn không cần phải thông qua user password 22FA gì cả. Thì cookie nó đăng nhập trực tiếp vào cái nick của mấy bạn, nhưng không thể thêm người, cũng như là không thể là nhận gọi là thêm thành viên vào quản trị bay, hoặc là nhận BM hay này, vì nó đòi hỏi mật khẩu. Vì thông qua cookie thì không cần phải thông qua mật khẩu, cho nên là thường là những cái đối tượng này họ sẽ không có có thể hành động một cách gọi là hoàn toàn full view được, có nghĩa là làm mọi việc được, mà chỉ có thể là lấy tài khoản của bạn và canh giờ bạn đi ngủ, họ sẽ tiến hành lên quảng cáo trên cái tài khoản của bạn. Đó, lên trực tiếp trên cái bay của bạn vẫn được, và sau đó trỏ về một cái landing page để bán hàng, hoặc là set cái cam của họ. Đó, có rất là nhiều cách để làm, cho nên là tất cả các bạn đề phòng. Thì cái cách làm của họ như sau. Thì đầu tiên là họ sẽ lấy một cái cookie của mọi người, và sau đó họ sẽ truy cập vào trong trình quản lý quảng cáo, và họ vào phần cái phần là cài đặt thanh toán, và họ sẽ tắt thông báo đi. Mình sẽ vào phần cài đặt thanh toán, cài đặt tài khoản quảng cáo. Rồi ở đây nó có phần là thiết lập tài khoản, mình sẽ vào trong cái phần là cài đặt thông báo, và mọi người tắt cái này đi. Thì khi mọi người set cam hoặc là cam báo hoạt động thế này thế kia, nó cũng sẽ không gửi mã hoặc là gửi thông tin bất kỳ về Facebook hoặc là email của mọi người, cho nên là mọi người sẽ không biết được. Và thời gian set của bọn này thì thường nó sẽ coi cái thời gian hoạt động của mọi người, và nó sẽ set vào giờ ban đêm cho tới sáng. Và ví dụ như tài khoản của bạn đang có ngưỡng là 20 triệu thì họ sẽ set một cái cam để chạy thúc lên để lấy cái ngưỡng quảng cáo đó ha. Thì đây là cái cách để chúng để mà những cái gọi là thành phần đó họ sẽ set như thế này, họ sẽ tắt cái thông báo đi để khi quảng cáo hoạt động thì nó không thông báo. Rồi, vậy thì đối với trường hợp này thì mọi người xử lý như thế nào? Thứ nhất là mọi người phải kiểm tra. Mọi người vào trong cái phần là cài đặt tài khoản của bạn mọi người trước, để mọi người xem thử xem là cái tài khoản của các bạn đang có bị theo dõi và bị đăng nhập ở những cái thiết bị lạ hay không. Mọi người vào trong cái phần cài đặt. Sau đó mọi người đến cái phần là xem trong trung tâm tài khoản. Rồi, ở đây nó có cái phần là mật khẩu và bảo mật. Rồi mở cái tab này ra ha. Rồi nơi bạn đăng nhập nè. Đó. Thì ở đây nó chỉ có một cái là do con nào con VIN mình chỉ có đăng nhập trên máy tính thôi, không có trên thiết bị di động. Để mình lấy một cái nick của mình nha. Rồi vào trong phần cài đặt. Rồi sau đó chọn là xem thêm trong tài khoản. Rồi mọi người vẫn vào là mật khẩu và bảo mật. Rồi mình chọn nơi đăng nhập. Rồi ở đây nè, cái nick này nè, mình sẽ có hai cái tài khoản, là một là nick Facebook, hai là cái Instagram. Đó, thì mọi người có thể coi được hết ha. Thì mọi người click vào cái nick này, và chúng ta sẽ thấy nè, hiện tại nó đang đăng nhập trên máy tính là thiết bị này.
và nó đăng nhập trên hai cái điện thoại là cái Samsung Galaxy Fold 3 của mình đó. Thì bản chất là không có thiết bị lạ, còn nếu có thiết bị lạ thì bạn có thể chọn thiết bị để đăng xuất ra, tích vào cái thiết bị này và chọn đăng xuất ra, kích nó văng ra khỏi cái trình duyệt của bạn, sau đó bạn đổi lại mật khẩu thì nó sẽ thay đổi lại cookie nha. Rồi bước thứ nhất là mọi người kiểm tra cái điều này cho mình. Cái thứ hai nữa là mọi người coi trong cái phần cài đặt tài khoản xem là nó có đang bị tắt thông báo hay không. Tắt thì mọi người bật lên. Rồi bước thứ ba là để giảm tải được cái câu chuyện là rủi ro và thất thoát tiền bạc thì mọi người xử lý như sau. Để mình tìm một cái tài khoản. Rồi ở trong cái tài khoản của mọi người nè, mọi người set ngân sách như thế nào đó, mọi người chạy như thế nào đó thì mọi người ấn tạo một cái quy tắc. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn một cái là quy tắc tùy chỉnh. Rồi ở đây chúng ta sẽ tạo một cái quy tắc là tắt quảng cáo. Rồi và nó sẽ áp dụng với tất cả các chiến dịch đang hoạt động. Rồi nhiệm vụ của nó là tắt chiến dịch ha, mục đích của nó sẽ là tắt chiến dịch. Rồi tắt chiến dịch thì chúng ta sẽ chọn cái phần là đã chi tiêu đó, lớn hơn. Bạn cho một cái hạn mức, ví dụ như một ngày bạn chạy là 1 triệu và trong tài khoản của bạn đang có một cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng 20 triệu và cái limit của bạn cũng là no limit rất là cao, thì khi mà những cái thành phần hacker họ truy cập vào tài khoản của bạn, họ xét trong một đêm ngân sách 40-50 triệu thì nó thúc trong vòng một đêm là nó hết 20 triệu của mọi người rồi, thì mọi người đặt ở đây ngân sách là 1 triệu chính là cái số tiền mà mọi người chạy trong ngày, hoặc 1 triệu đồng. Thì ở đây nó có nghĩa là nếu như tất cả các chiến dịch quảng cáo của tôi đang chạy mà chi tiêu trên 1 triệu đồng thì hãy tắt cái chiến dịch của tôi đi. Đó, mọi người chỉnh cái này lại thành ngày hôm nay và chọn cái quy tắc liên tục, mọi người ấn khởi tạo. Rồi cái con này thì nó đang bị hạn chế cho nên là không khởi tạo được. Thì kiếm một cái nick nào coi nó còn sống, tạo cho mọi người coi. Rồi, như cái này đây. Rồi mọi người lại tạo quy tắc lại, quy tắc tùy chỉnh, tắt quảng cáo, chọn tất cả chiến dịch, tắt chiến dịch đi, đã chi tiêu lớn hơn 1 triệu. Rồi, mình sẽ chọn là hôm nay. Hôm nay nè mọi người để ý nha, cái này nó có nghĩa là gì ạ? Cái thời gian, cái khoảng thời gian mà mọi người đo lường cái hạn mức đã chi tiêu á. Ví dụ như mọi người để tối đa thì có nghĩa rằng là nó sẽ đếm hết tất cả các thời gian mà mọi người từ trước tới nay mọi người chạy quảng cáo, nếu nó trên 1 triệu nó sẽ tắt, thì cái này nó không thỏa đáng cho nên mọi người sẽ chọn cái là ngày hôm nay. Nếu như ngày hôm nay mà nó cao hơn 1 triệu thì nó sẽ tắt đi và cho nó sẽ khởi chạy liên tục đó. Quy tắc nó sẽ chạy là 30 phút tới 60 phút là nó sẽ khởi chạy một lần để nó chạy liên tục. Nếu trong đêm đó có một người nào đó lỡ hack vào tài khoản của bạn và chạy cái này thì và chạy quảng cáo với bạn thì chạy tới 1 triệu nó tự động tắt, nó không vượt quá, giúp tất cả các bạn hạn chế được cái rủi ro ha. Sau đó mọi người khởi tạo. Rồi nó đã tạo quy tắc xong nè, và mọi người lại tiếp tục vào quản lý quy tắc. Sau khi vào quản lý quy tắc thì mọi người sẽ cho nó tiến hành khởi chạy. Đây, mọi người cho nó chạy. Rồi, đó là cái lời khuyên thứ ba và lời khuyên thứ tư để giúp tất cả các bạn hạn chế được rủi ro, đó chính là hãy sử dụng thẻ Visa Debit là mọi người nạp tiền vào và sau đó là mọi người mới chạy, chứ không nên sử dụng thẻ Visa là thẻ tín dụng để nó có hạn mức trong đó thì nó chẹt bao nhiêu nó chẹt, mà chạy là lúc đó là chạy mọi người sắp mặt luôn đấy. Rồi vậy thì cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay ở cái câu hỏi này thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm sao mà bọn hacker có thể sẽ đúc được điều đó, có nghĩa là chạy quảng cáo mà khi mà chạy quảng cáo nó lại không hiện ra thông báo là đã hoạt động thế này thế kia và nó gửi thông báo về mail để mọi người kịp thời xử lý, thì đó là nó đã tắt đi cái tính năng thông báo rồi đó. Cái yếu tố thứ hai nữa là nó vẫn có khả năng là thêm con vi đó vào trong bay của nó và sau đó nó chạy trên cái bay của nó luôn, thì khi mà thêm thì nó chỉ cần thêm một bước nữa là tắt thông báo ở trên tài khoản cá nhân, là tắt tất cả các thông báo, ví dụ như là thêm trang hoặc là đăng bài trên trang thì nó sẽ tắt hết tất cả các thông báo đó, để không hiển thị ra thông báo cho mọi người. Thì cái việc tắt thông báo thì nó vào set trộm thì sẽ set được.
Rồi, vậy tại sao nó lại có thể xét trộm của các bạn được? Thì có nghĩa là mấy bạn đã click vào một cái đường link nào đó, hoặc là bạn đang cài một cái ứng dụng nào đó mà trong đó nó có chứa một cái mã được gọi là mã botnet, và nó theo dõi thông tin của các bạn cũng như là nó quét được mã cookie của mọi người. Sau khi nó lấy được mã cookie thì nó đăng nhập vào, nó nằm vùng ở trong đó và nó đợi thời cơ. Ví dụ như thời điểm khoảng thời gian nào nó biết mọi người đi ngủ thì lúc đó những cái thành phần này mới bắt đầu tiến hành lên quảng cáo. Rồi, và để xử lý cho cái vấn đề này thì thứ nhất là mọi người cần phải đăng nhập những cái thiết bị không phải của mọi người đăng xuất ra khỏi cái tài khoản của mọi người. Ngay bây giờ mọi người nên kiểm tra lại xem mọi người có đang dính vào cái trường hợp đó hay không. Cái yếu tố thứ hai nữa, mọi người hãy tạo cho nó một cái quy tắc. Bản chất tạo quy tắc thì cái người mà những cái thằng hacker á, nó hack vào á, để nó thúc lên á, nếu mà nó chịu để ý thì nó sẽ vào quy tắc, hoặc là nó có xem cái clip này thì nó vào quy tắc để nó tắt quy tắc đi đó. Thì mọi người mới sử dụng cái phương thức là đừng có nạp tiền vào trong đó ha, đừng có nạp tiền vào trong thẻ tín dụng. Rồi, và mọi người set quy tắc thì hạn chế được cái rủi ro cũng như là sử dụng thẻ Visa Debit. Rồi, vậy thì cái trường hợp xảy ra là nếu như tất cả các bạn đã bị mất tiền rồi thì làm sao? Thì bản chất Facebook nó vẫn có cái tính năng hoàn tiền về cho mọi người thông qua một cái cổng, gọi là cổng thông tin của nó. Rồi, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn điều kiện để mà hoàn tiền về cho tất cả các bạn. Thì thứ nhất là cái thẻ của mọi người vẫn còn nằm trong cái tài khoản quảng cáo đó. Cái thứ hai nữa, mọi người chứng minh là mọi người đang bị hack, mọi người gửi cho nó những cái thông tin là cái chiến dịch này không phải do tôi lên, thì nó sẽ xem xét và nó có thể hoàn về đúng theo cái số thẻ của mọi người nha. Thì có người sẽ được hoàn và có người không được hoàn, thì cái này mình cũng không dám gọi là cam kết 100%, nhưng đây sẽ là cái cách để tất cả các bạn có thể gọi là có thể có một cái cơ hội nào đó để mọi người có thể lấy tiền của mọi người về. Rồi, thì ngoài ra mọi người có thể yêu cầu Facebook họ hoàn tiền quảng cáo lại cho tất cả các bạn nếu như bạn cho rằng nick Facebook của bạn đang trong tình trạng bị hack. Thì đối với trạng thái này thì mình không khẳng định 100% là có thể hoàn tiền lại cho mọi người, nhưng vẫn là một cái cách để mọi người có thể tham khảo và thử ha. Đó, thì cái cách này là mọi người lúc trước thì Facebook họ có cung cấp một cái đường link để tất cả các bạn có thể điền vào trong đó và yêu cầu hoàn tiền, link 532. Nhưng mà hiện tại thì Facebook họ đã khóa cái đường link đó và tất cả đều đổ về gọi là cái phần gọi là cài đặt thanh toán. Thì nó chỉ có một cách duy nhất, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là mọi người phải liên hệ được với support. Làm sao để liên hệ được support thì có hai cách. Thì mọi người truy cập vào đường link là business.facebook.com/help là trang giúp đỡ của nó, và liên hệ với support để nhờ support hỗ trợ xử lý cái trường hợp này. Thì support họ sẽ kiểm tra thông tin và yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như sau: là những cái ID tài khoản quảng cáo nào mà bạn cho là bạn không phải là người lên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là số tiền cũng như là chứng minh hóa đơn bị chẹt, cũng như là những cái mã hóa đơn nào là hóa đơn không phải của bạn. Thì cách lấy như sau ha: bạn gửi và cung cấp những thông tin đó, thì thời gian mà Facebook nó tiến hành thực hiện và nó hoàn trả lại cho mọi người là từ 30 ngày cho tới 45 ngày sau khi nó đã đối chiếu và sao kê, thì nó sẽ thông báo về. Thì nó có hai cách hoàn tiền: một là nó hoàn theo kiểu tín dụng cho mọi người, thì nó sẽ hoàn về và nó cộng vào trong cái tài khoản, nó cộng ở đây, nó cộng tín dụng vào cho mọi người là một cái khoản tiền nó hoàn lại. Đó, nó sẽ cộng vào trong ngay chỗ này, ở cái tài khoản này, lấy tài khoản khác. Nó sẽ cộng vào đây cho mọi người nè, y như mình được hoàn 4.300 mấy chục đồng nè. Đó, thì hôm đó mình test tút, thì mình test kêu nó hoàn mấy trăm ngàn á, nhưng mà sau khi xem xét nó hoàn được có mấy ngàn đồng thôi. Thì nó sẽ hoàn ở đây để cho mọi người tiếp tục có thể chạy được nữa. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hoàn trực tiếp về thẻ của mọi người. Nó có hai phương thức để hoàn nha. Lúc trước thì nó thường xuyên là hoàn về thẻ chứ nó không hoàn về hạn mức tín dụng. Còn bây giờ hiện tại thì Facebook nó hình như là mình nghĩ là 90% nó sẽ hoàn về cái hạn mức tín dụng. Thì mọi người có thể tham khảo cái cách này để xem là có giải quyết được cái câu chuyện là mọi người bị hack hay không. Thì mong rằng là video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn. Thì mọi người chỉ nhớ với mình, một là
phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng bệnh bằng cách là vào trong tài khoản của mình kiểm tra lại xem là có ai đang truy cập bất thường hay không, có bị tắt thông báo hay không, rồi thì và đặt cái quản lý quy tắc gọi là phòng bệnh, gọi là mình sẽ tạo ra những quy tắc cũng như là sử dụng thẻ Visa Debit chứ không phải là thẻ tín dụng Visa Credit nha, thì sử dụng những cái phương thức thanh toán đó để hạn chế rủi ro cho mọi người. Là câu chuyện thứ nhất là phòng bệnh, còn chữa bệnh đó chính là làm sao để lấy lại được tiền hoàn. Thì hiện tại chỉ có một phương thức duy nhất là liên hệ bộ phận support. Thì liên hệ nó có hai cách, là mọi người sẽ sử dụng trực tiếp cái nick này để liên hệ với Facebook. Cái thứ hai nữa, nếu như cái nick này mà bạn không thể chat được support thì mọi người mua một cái nick support, mọi người mua lên trang là tài nguyên bitany.com và sau đó mọi người mua một cái nick Facebook là có thể chat được với support. Add cái tài khoản quảng cáo này vào trong bên màu dòng 2. Nếu mọi người chưa biết về cái cách này thì mọi người hãy xem lại về quy trình xây dựng trang tài khoản của Bitany. Add cái tài khoản quảng cáo này vào trong bên màu dòng 2 và sau đó là cho con via chat support nữa được phân quyền vào trong tài khoản, là làm quản trị viên của tài khoản quảng cáo này, thì lúc đó bạn có thể chat được với support và yêu cầu support kiểm tra cũng như hỗ trợ cho mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video chất lượng hơn. Bye bye.